Rồi xin chào anh em nhé. Thì hôm nay về hai con dòng Ryobi là Vít P238. Hàng này là hàng xách tay từ Mỹ nha anh em. Đó, chuẩn UL này. P238 hàng mới luôn. Hộp còn đầy đủ nguyên nguyên đai nguyên kiện từ Mỹ về nha anh em. Đây. Bọc này là bọc ship từ Mỹ về đây. Rồi ok, thì hôm qua do ghiền đánh cờ quá, quốc tới 11 giờ cho nên là không có làm video kịp, cho nên sáng nay em làm video cho anh em nhé. Còn con thứ hai là P262 là con bu lông. Thì đối với con bu lông này á, là lực của nó rất là khỏe. Thì anh em làm bánh xe hơi 4 chỗ 7 chỗ cũng như là bánh ốc nồi tay ga là của xe SH này kia là tẹt ga luôn. Lực mở hình như lên tới 800 Newton đó. Thì anh em thoải mái anh em mở rồi. Còn con vít này là lực 275 Newton, rất là khỏe luôn. Vít này thì body của nó là 2.200.000 thôi. Còn con bu lông đợt này là giá body là 4 triệu đó. Thì anh em nào quan tâm đến body của Ryobi thì có thể liên hệ em. Nếu anh em nào cần pin và sạc thì em sẽ hỗ trợ có pin có sạc cho anh em. Đó, pin sạc thì giá cũng mềm chứ không có đắt như là các hãng khác. Đó, anh em quan tâm thì liên hệ nhá. Hai con này thì anh em khỏi lo, xài là bao bền luôn. P238 thì hiện tại là em đã bán được 2 năm rồi, nhưng mà hiện tại tỷ lệ hư của nó là chưa thấy ai hư nhiều luôn, chưa thấy ai đem em sửa luôn. Còn bu lông này là đời mới, dòng Happy. Đó, thì hiện tại là cũng bán ra thị trường năm nay, nhưng mà cũng chưa thấy ai hư, cho nên anh em cứ yên tâm sử dụng hàng. Dòng này là dòng Brushless và nó đã đổ keo trên mạch rồi, cho nên là không có việc là gọi là bị chập cháy này kia khi anh em sử dụng mà bị mọt sắt này kia. Cho nên là hai con Ryobi này là sự lựa chọn tốt cho anh em đang xài Ryobi nhá, anh em lưu ý nhá. Anh em nào đang xài pin Ryobi thì anh em mua dòng này xài nhá. Rồi ok, kết thúc video nha anh em. Vô bán cờ tới trưa. Rồi cảm ơn anh em.